Cô Hiền xin chào con. Bài học tiếp theo của chúng ta hôm nay đó là chủ đề toán chuyển động. Và bài đầu tiên trong chủ đề này đó là số đo thời gian. Đầu tiên thì cô sẽ nhắc lại các đơn vị đo thời gian. Một thế kỷ bằng 100 năm. Một năm thì bằng 12 tháng này. Một năm thì bằng 365 ngày. Đây là năm thường. Thế còn năm nhuận thì sẽ có 366 ngày. Một tuần bằng 7 ngày. Một ngày 24 giờ. Một giờ 60 phút. Và một phút bằng 60 giây. Và cứ 4 năm thì chúng ta sẽ có một năm nhuận. Câu số 1. Phần trắc nghiệm của chúng ta có nội dung như sau. Trong các khoảng thời gian sau đây, khoảng thời gian nào dài nhất? A. 1,4 giờ. B. 1 giờ 35 phút. C. 1/3/4 giờ. Và D là 110 phút. Muốn xác định khoảng thời gian nào dài nhất, các con hãy đổi các số đo trên về cùng một đơn vị thôi. Và các con có 15 giây suy nghĩ nào. Thì cô sẽ đổi các số đo ở trên về cùng một đơn vị, đó là đơn vị phút đi cho dễ. Tức là cái này giữ nguyên này. Thế còn cái này nào, 1 giờ thì bằng 60 phút này, 3/4 giờ thì chúng ta sẽ lấy 60 chia 4 thì bằng 15 x 3 là 45 phút đúng không? Và cộng thêm 60 phút nữa thì câu C sẽ là 105 phút. Dài nhất đúng không? Nên chúng ta bỏ luôn câu C bởi vì bé hơn câu D rồi. 1 giờ 35 phút, 60 cộng 35 là 95 phút. Cũng bỏ ạ. Bởi vì chúng ta đang tìm khoảng thời gian dài nhất. Và 1,4 giờ nào. 1 giờ là 60 phút này. 0,4 giờ muốn đổi ra phút, các con sẽ lấy 0,4 nhân với 60 là bằng 24 phút. Kết quả câu A là 84 phút. Như vậy khoảng thời gian dài nhất chúng ta phải chọn phương án nào? D đúng không? 110 phút. Câu số 2 nào. Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều. Trước đây 45 phút là khoảng thời gian nào? B, bởi vì các con sẽ lấy 2 giờ 30 phút chiều, các con lùi đi 45 phút thì 45 các con tách thành 30 cộng với 15 và đáp án là phương án B đúng không? Câu 3 này, 1/4 ngày kim phút quay được bao nhiêu vòng? Kim phút thì một vòng nó quay được 1 giờ. Một ngày có 24 giờ, như vậy là trong một ngày kim phút sẽ quay 24 vòng. Và 1/4 ngày, các con sẽ lấy 24 chia 4 được 6 vòng. Câu 4 này, từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 3 của một năm nào đó, không phải là năm nhuận có bao nhiêu ngày? Nào bây giờ chúng ta tính cho cô. Từ ngày 1 tháng 1 thì ta sẽ tính tháng 1 là có 31 ngày, đúng không? Tháng 2 thì có bao nhiêu ngày nhỉ? 28 hoặc 29 ngày, nhưng mà năm thường thì sẽ có 28 ngày. Và mùng 5 tháng 3 thì tháng 3 sẽ tính thêm 5 ngày nữa. Và kết quả các con cộng là đáp án A nhé. Bài 1, điền số tích hợp vào chỗ trống. Các con hãy suy nghĩ và làm 4 câu này vào vở nào.
Câu đầu tiên, 2 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ? Thì các con lưu ý này, 2 giờ sang 2 giờ giữ nguyên, 30 phút các con đổi thành 30 phần 60 giờ, đúng không? Cứ chia 60 cho cô là xong. Và 30 phần 60 thì viết gọn là 1/2, tức là 0.5. Và đáp án là 2.5 giờ. Câu tiếp theo nào. 1 giờ 20 phút đổi ra giờ. Cô dạy con đổi nhá. Đổi thành hỗn số trước. 1 giữ nguyên. Thế còn 20 phút các con như bên này, các con đổi thành 20 phần 60. Và ở đây ta được hỗn số là 1/3. Kết quả là 4/3 giờ. 305 giây đổi ra phút và giây. Thì ở đây các con phải làm phép tính chia. Còn bạn nào ước lượng giỏi thì không cần chia. Được 5 đúng không? Bởi vì là 5 x 60 thì bằng 300 và dư 5 giây. Như vậy kết quả là 5 phút 5 giây. Nào, 12/7 tuần bằng bao nhiêu ngày? 1 tuần bằng 7 ngày. Thế thì ở đây các con chỉ cần lấy 12/7 nhân với 7 đúng không? Kết quả là 12 ngày nhá. Bài số 2 là bài tương tự như bài 1. Các con hãy tự làm vào vở nhé. Và đây là đáp án này. Các con thử kiểm tra xem cô Hiền tính đúng hay sai nhé. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ học về các phép tính về số đo thời gian. Thì một số lưu ý của cô này. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tính theo cột dọc. Được chưa? Và các đơn vị đo phút, giờ, giây chúng ta đặt thẳng hàng. Cộng trừ giống như cộng trừ số tự nhiên và giữ nguyên tên đơn vị đo ở từng nhóm. Nếu kết quả của một nhóm nào đó vượt quá đơn vị của mình thì tiến hành chuyển đổi thành đơn vị lớn hơn và ghi kết quả sau khi đổi. Thế còn phép nhân, phép chia tương tự. Và nếu còn dư trong phép chia, ta đổi đơn vị lớn về đơn vị bé và tiếp tục phép chia. Bây giờ cô sẽ làm mẫu nhé, bằng bài số 3 nào. Đầu tiên thì câu A, cô sẽ đặt tính luôn mà không ghi lại đề bài nữa nhé. 12 giờ 40 phút cộng với 8 giờ 35 phút Lưu ý này, cô đặt giờ, thẳng phút nhé. Thì cộng cho cô này, 40 cộng 35 bằng 75 phút cộng từ bên phải trước nhé. 12 giờ cộng 8 giờ bằng 20 giờ. Và chúng ta thấy rằng là 75 phút thì quá 1 giờ rồi. Chúng ta sẽ đổi cho cô thành giờ tròn. Và như vậy là 20 giờ 75 phút thì chúng ta sẽ đổi thành 21 giờ 15 phút. Bởi vì là 75 phút chính là 1 giờ và 15 phút. Đúng chưa? Và chỗ này chúng ta có thể dùng dấu bằng hoặc là dùng chữ hay nhá. Đấy. Như vậy là cô và các con vừa xong câu A. Tiếp tục câu B nhá. 15 giờ 8 phút trừ đi 7 giờ 10 phút. Đầu tiên cứ đặt thẳng hàng này. Nào, chúng ta sẽ làm từ bên phải sang đúng không? Thế thì thấy rằng 8 phút không trừ được 10 phút thì ta phải làm thế nào? À, đổ cho cô 1 giờ sang đây. Như kiểu là mượn thêm 1 giờ ở đây ấy. Thế thì chúng ta trình bày là hay. Lùi 1 giờ cho cô. 15 giờ, lùi 1 giờ, còn 14 giờ. Và chúng ta sẽ lấy 8 phút cộng với 60 phút là 68 phút.
trừ đi 7:10. Nào, 68 - 10 là bao nhiêu? 58 phút, đúng chưa? 14 - 7 thì còn 7. Và đây là kết quả của câu B. Tiếp theo là câu C nào. Phép chia đơn vị thời gian. 13:04 chia cho 4 này. Chia thì phải thực hiện từ bên này sang. Đầu tiên 13 chia 4 được 3. 3 × 4 = 12. Như vậy là dư 1 giờ, 4 phút. Đến đây các con phải đổi cho cô 1:04 thành phút luôn, là 64 phút. Lấy 64 chia 14 cho cô. 6 chia 4 được 1, 24 chia 4 được 6. Và chỗ này là dư 0. Đúng chưa? Kết quả là 3:16. Tiếp theo là câu cuối cùng, phép nhân nhá. Mười tám phút 25 giây nhân với 5. Biết 5 ở đây. Nào, nhân thì dễ rồi. 25 × 5 là bao nhiêu? 125 giây. 18 × 5 là 90 phút, đúng không? Thế bây giờ đổi giúp cô 125 giây ra phút nào, thì được 2 phút và 5 giây, đúng không? Thế thì ta sẽ viết là 2 92 phút và 5 giây. Như vậy là cô vừa thực hiện xong 4 phép tính: cộng, trừ, nhân, chia. Các con thấy phép nào khó nhất nào? Có bất cứ câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới cho cô nhé. Đây là cô ghi lại đáp án 4 câu A, B, C, D nhé. Bài tiếp theo là một bài tập để chúng ta thực hành tương tự như bài ở trên. Các con làm cẩn thận chi tiết vào vở. Bài tiếp theo là một bài hơi khó một chút nhé. Tuổi chú có bao nhiêu ngày thì tuổi cháu có bấy nhiêu tuần. Và chú hơn cháu 18 tuổi, tính tuổi của mỗi người. Bài này hơi khó, các con hãy tóm tắt và suy nghĩ trước nào. Nào, đầu tiên cô và các con cùng đi phân tích lời giải nhé. Tuổi chú có bao nhiêu ngày thì tuổi cháu có bấy nhiêu tuần. Như vậy số ngày tuổi chú thì bằng số tuần tuổi của cháu. Được chưa? Mà chúng ta biết rằng là một tuần thì bằng mấy ngày nhỉ? Bằng 7 ngày, đúng không? Từ đó suy ra điều gì nhỉ? Đó là tuổi chú sẽ gấp tuổi cháu bao nhiêu lần nhỉ? 7 lần, đúng chưa? Và ở đây thì biết hiệu số tuổi của hai người là 18 tuổi, đúng không? Thế thì chúng ta có vẽ được sơ đồ không? Và đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ. Đây, ta nhìn thấy sơ đồ trên hình vẽ của cô chưa? Tuổi chú là 7 phần, tuổi cháu là 1 phần. Hiệu số phần bằng nhau chính là 6 phần. Hiệu số phần bằng nhau chính là 6 phần, đúng không? Và 6 phần ứng với 18 tuổi, đúng không? Thế thì tìm được giá trị 1 phần là 3 tuổi.
Tuổi chú sẽ là 21 tuổi và tuổi cháu là 3 tuổi. Cô Hiền xong bài này nhé. Bài 6 là một bài về biểu đồ hình quạt. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỷ số phần trăm các phương tiện đến trường của 40 em học sinh trong một lớp bán trú. Dựa vào biểu đồ hãy cho biết số học sinh đi từng phương tiện. Với bài toán này các con hãy vẽ cho cô biểu đồ hình quạt này vào vở và tự làm vào vở nhé. Đây là một bài ôn tập thôi. Nào, chúng ta biết rằng là 40 em học sinh này sẽ là bao nhiêu phần trăm? 100% đúng không? Thế thì bây giờ để tính số học sinh đi bộ là 50%, các con sẽ lấy 40 chia 100 nhân 50. Xe đạp thì 40 chia 100 nhân 25, tương tự xe máy ô tô đúng không? Hoặc là chúng ta có thể nhân trước chia sau cũng đều được. Đáp án của cô là học sinh đi bộ 20, xe đạp 10, xe máy là 8 và ô tô là 2 học sinh. Và đáp số vào vở cho cô Hiền nhé. Vừa học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại.